Đây các bạn, cái công việc buổi sáng của nhà em là như này đây. Việc đầu tiên là đun nước, sau đó là chờ nước nguội rồi pha sữa cho mập ăn trước khi đi rừng. Thì bây giờ em tranh thủ cho mập nó ăn thật no đã, sau đó hai vợ chồng bắt đầu mới lên đường đi rừng được các bạn. Tại vì đến chiều em mới về, thì tầm trưa em vẫn nhờ hàng xóm là buổi trưa sang là cho mập ăn hộ buổi trưa thôi. Còn chiều về thì em lại tiếp tục em cho ăn bữa nữa, nên một ngày đủ 3 bữa. Nhưng mà trước khi đi là cứ phải để cho mập lo bụng ra đã, không hề ở nhà thì đói. Nhanh, muộn rồi. Nhanh đi. Đấy, công việc hàng ngày là cứ đều đặn như vậy thôi, trước khi đi là phải cho mập ăn no bụng đã. Sao? Mèo sao? Ừ. Mèo. Thôi mập ở nhà nhé. Mập ở nhà nhớ chưa? Ở nhà. Phải dôn nữa. Dôn đi vào. Mập đi vào. Đấy. Dôn đi vào, mập đi vào. Đấy, đi vào đi. Ở nhà thôi. Dôn đi vào đây. Dôn đi vào. Dôn đi vào. Dôn. 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 Dôn đi vào. Dôn đây, dôn. Dôn đi vào. Dôn rồi đây. Đi vào. Vào trong nhà, vào chơi nhá. Dôn dôn. Dôn, đi vào. Dôn đây. Dôn. Đấy. Ở nhà thôi. Ở nhà nhá. Nhà chơi nhau không bắt làm nhau nhá. chưa biết chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trên một khá là cao dốc nha mọi người nha. Ở trong suối công nhận cái nước nó chảy, nó bốc cái hơi nước lên nó mát, dễ chịu thật, tỉnh người. Sáng giờ tìm mãi mà chưa thấy được cái gì cả, chỉ thấy mệt thôi. Nhưng mà chắc là do mình cũng đi lên chưa đủ độ cao, nên ở phía dưới này nó cũng không có nhiều lắm. Mình phải đi lên trên cao một chút mình tìm, chắc có lẽ nó mới còn được nhiều loại cây. Đây có vách đá cao chưa? Đây là vách đá này hiện đứng đây, ở phía trên còn rất cao. Đây là cái chỗ này nó vừa đứng khoảng một mì rồi. Ở dưới mình mà có cái vách đá được đẹp như này, suốt ngày đi ra ngắm cảnh trên cao thì rất nhiều cái phong cảnh đẹp. Mấy tội là đường khó đi là hiểm trở đấy. Chắc mình phải neo tầm 15 phút nữa, 15 20 phút nữa mới lên được đến điểm tìm cây thuốc. Bên ngoài trời nắng mà trong này râm. Trời nắng. Thế nghỉ ngơi uống nước một tí cho nó tỉnh người mình tiếp tục lên đường. Còn phải neo một đoạn xa nữa. Đây có cây khôi này. Đây, cây khôi nhung. Rừng này công nhận là mình đi bao nhiêu rừng này, nhưng mà rừng này phải nói là cũng rất là nhiều cây thuốc đa dạng. Đây là cây khôi nhung tía, người ta mặt sau của nó là nó màu đỏ này. Cái lá này đặc trưng của cây khôi nhung tía này, rất là dễ phân biệt. Đây là cái cây này thì điều trị về các cái chứng trào ngược dạ dày với đau dạ dày rất là hiệu quả nhé. Cái này mình lấy về mình trồng. Cây nhỏ nhưng mà rất là dài. Mãi nhìn cái cây cao cẳng này không để ý cây béo. Thấy có nhiều cây cao cẳng nên không cố tí nữa. Này có
lấy được đủ để. Ủ để có cây sâm béo đen to chưa này? Đây này, cây này rất là to nhé. Ủ gốc to lắm. Ủ này to. Cây này rất là già, nộp làm nắm rồi đây. Cắm cái cây xuống. Bây giờ cắm cái cây xuống để cho nó lên. Ở chỗ này có cái cây sen đá đẹp chưa này? Nhìn nó bám đang mùa là hoa là rộ đẹp chưa này? Tiếp tục đi xuống thì khá muộn này đấy, đi xuống như này tối. Cái vách núi này nó sừng sững lên nhỉ. Chào. Hôm nay về ra đoán gì hả? Ví dụ quen này à? Quen rồi đúng không? Quen ở một mình hôm nay cái mặt không buồn như mọi hôm rồi. Đấy, hai thằng chắc ở nhà chơi với nhau hả? Nay cái mặt trông tươi tươi rồi nhờ. Hay không chứ buồn nữa rồi, quen rồi đấy. Mập. Giờ cũng nghe, cũng quen quen đấy. Kiểu gì đấy mập? Dụ, nhớ, nhớ. Sao? Nhớ. Sao nè? Nhớ. Sao nhớ. Đấy, đi đi rừng bây giờ là hơn 5 giờ mới về nhà các bạn. Về nhà cái mở cổng là chạy ra, nhưng mà hôm nay thì chắc là hai thằng chơi với nhau trong sân. Chứ hôm nay đây, đi hôm nay về cũng được ít đồ đây. Nên là hôm nay thì cái mặt thì có vẻ là tươi tỉnh, chứ không buồn như hôm nọ. Không buồn như hôm nọ nữa. Mập ra đây nào. Mập về. Mập. Ý giời. Ở trong nhà. Còn đi ra trên... Ở trong nhà buồn, cả ngày ở trong nhà rồi. Về phát là đi ra ngoài đi tìm cỏ ăn. Ra ngoài chơi. Cũng nóng nhỉ, này oi. Này đi về. Đấy, mập. Kiểu gì? Anh cắt cái gì kia? Vẻ ai cắt đi để tắm mai kì nhất. Ôi dồi ôi, khiếp. Mập ê. Làm gì đấy mập? Mập làm cái trò gì mập? Đúng như kiểu gì? Thao đúng chị. Này, sau này lớn lên mà cứ trèo lên như thế này nhá. Xương người ta. Ăn thì ăn rồi còn đòi cái gì? Đúng nhiều. Hôm nay dừng về kiểu gì nhớ à? Gì đấy? Cái mồm gì? Và nhớt là nhớt thì bôi gì ra? Khiếp. Mập. Trời ơi. Cái cho cái thuốc kia tắm thì đâu kỳ sạch kì vào những cái vết này. Trời ơi, nó bị kiểu gì thì tối muộn như đi ngủ đi, vừa bị nhốt vào nhà vệ sinh cái tội mà quấy không cho người ta ăn cơm. Bây giờ ra bắt đầu ấy à? Ngủ đi, làm gì đấy? Hả? Không bỏ nhau đâu mà cái mức độ mà tỉnh như thế. Thôi mất. Cái này đem đi gì à? Đi đang uống như này. Giờ phải chữa cho nó như này. Đấy. Để cắt nông như này. Đấy. Dạ lỡ như này. Hát nào như này. Gì biết chưa? Cứ ở bệnh đi. Ở bệnh đi. Bây giờ dạ lỡ như này là phải cắt hết nông đi để chữa đây nè. Cho khỏi nè.
Nhưng mà anh nợ thì sẽ vào rồi sẽ nợ gì á, không mà chứa vào mắt làm gì đây hả? Làm gì đây? Làm gì?